Chào tất cả các con, cô là Trang đây. Chào mừng các con đã đến với chương trình học cùng Trung tâm Anh ngữ Eden Garden English. Và ngày hôm nay cô cùng các con sẽ tìm hiểu về chủ đề về lớp học. My class. Ok, trước hết chúng mình sẽ đi tìm hiểu về tất cả các từ vựng trong bài nhé. Trước hết cô giáo, cô và các con cùng đọc qua một lượt. Book, chair, crayon, pencil, table, teacher. Alright, bây giờ chúng mình sẽ đi học cái phát âm của từng từ nhé. Các con chú ý lắng nghe nha. So, book. Các con chú ý âm đuôi nhé, âm k. Book. Very good. Okay, chair. Good, các con chú ý âm đầu nhé. Crayon, right. Pencil. Từ tiếp theo đó là table. Teacher. Okay, teacher, very good. Rồi, cô giáo, cô thấy các con đọc rất là tốt và vậy bài tập về nhà của con là sẽ học lại tất cả các từ và các con phát âm và chỉnh âm theo nhé. Rồi để giờ sau cô giáo sẽ kiểm tra các con. Ok, bye bye, chúc các con học vui.